Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ẩm thực Gò Công quê tôi. Hôm nay mình chuẩn bị đồ để kho đồ chay nha các bạn. Đây là ngày chay nè, mình ăn đồ chay cho nó không ngán. 100g nấm với 100g đậu rồng và một trái củ su. Trái củ su 200g. Và một trái cà nâu 100g. Và hai cái củ cải trắng 200g. Một trái ổ qua 100g. 200g bắp tay. Và ở đây cũng có là ba tép hành thêm các bạn. Ba tép hành. Hành để lát, hành lá mình sẽ cắt mình nêm giòn cho nó thơm nha các bạn. Với ở đây có hai miếng đậu hũ. Đậu hũ này đậu hũ tinh kêu đậu hũ đây với nửa chén nước tương. Và hai muỗng đường, một muỗng muối với một muỗng súp cà no chay. Cà phê. Với một muỗng hai muỗng đường, muỗng muối, muỗng súp cà no. Hai muỗng đường và ba bốn tép tỏi. Mình bốn tép tỏi. Bốn tép tỏi nha các bạn. Tỏi này dùng thử để cho nó thơm. Và hai muỗng dầu canh. Muỗng dầu đây thì mình xài dầu cũng rất là ít. Cũng không có cần xài dầu nhiều. Dùng để mình đã chuẩn bị sẵn. Phần mô tả đó các bạn vào xem cho những ngày bây giờ ăn chay đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ gọt trái su này nha các bạn. Bây giờ mình bào củ su nha các bạn. Củ su này cũng đa dạng, mình làm được các thứ. Ví dụ như bây giờ mình xào trứng, hoặc là mình nấu canh, mình kho chay, mình xào tôm, xào thịt. Bắp tay thì mình cắt khúc ra nha các bạn. Cắt cũng khoảng chừng 4 phân vậy đó. Ví dụ như mình đừng cắt nhỏ quá, cắt nhỏ quá thì nó sẽ bị nát, khi mình kho sẽ bị nát. Rồi tất cả các thứ này là mình, rau củ này là mình cũng làm xong hết rồi đó các bạn. Mình cũng ngâm muối, sơ chế xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ vào bếp nha các bạn. Đây mình cũng có chuẩn bị đầy đủ nè. Tất cả rau củ quả là mình đã sơ chế ngâm nước muối sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Ổ qua là với củ cải đỏ với củ cải trắng thì nó sẽ lâu chín. Mình sẽ cà nâu thì có người thích gọt vỏ cũng được, có người để vỏ cũng được, nhà mình thì để vỏ kho cho nó không bị nát các bạn. Hành lá mình cũng chuẩn bị xong hết rồi nè. Rồi ở đây giờ mình chuẩn bị vào bếp nha các bạn. Đây mình cho hai muỗng dầu với bốn cái tép tỏi đó mình đã băm sẵn, và mình phi cho nó vàng rồi xong mình để rau củ vào để cho nó vàng chút xíu nữa nha các bạn. Bây giờ tỏi nó cũng đã vàng rồi nha các bạn, chứ mình để vàng quá thì nó sẽ khét, ăn cũng bị bệnh á. Bây giờ là mình đổ vô quá, những cái này là nó sẽ củ cải với ổ qua nó lâu chín, mình cho nó vào trước. Mình cho đảo đều lên cho nó thấm dầu á các bạn. Chín trước đi rồi mình sẽ để cái phần cà nâu này với bắp tay nó rất là mau chín, mình để sau. Tiếp đến mình để cà nâu bắp tay với đậu rồng vô ha các bạn ha, màu trông rất là bắt mắt, nhìn đẹp hơn nè. Cho nó chín chút xíu là mình cho nó cỡ nửa chén nước. Tiếp đến đậu hũ của mình cũng cho vô nha các bạn. Đậu hũ mình cắt ra nguyên nguyên, hai miếng đậu hũ mình cắt ra cũng 12 miếng nhỏ. Xào
xào cho nó thấm. Mình chuẩn bị nước tương nha các bạn, rửa chén nước tương mình cho vào luôn nè. Cả rau củ quả bây giờ nó cũng gần chín, cũng héo héo rồi, xanh đẹp hơn. Bây giờ mình cho 2 muỗng đường với muỗng muối với muỗng súp cà no mình cho vào luôn nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Bây giờ mình cho nước vào nha các bạn. Đây mình cho cũng nửa chén nước á, cho nước vào cho nó chín các bạn ơi, chứ nếu mình không để nước mình xào lát nó khô nó sẽ sống không có chín được cái rau củ. Cho chút xíu nước vô. Rồi bây giờ bắt đầu mình đậy nắp để nó cỡ 10 phút. Này nó cũng mau chín lắm các bạn. Rồi 10 phút mình dỡ ra này nha các bạn. Nó sôi nó chín xanh đẹp ghê không. Cái rau củ quả này ăn rất là ngon, mình ăn cũng có thể giảm cân đó các bạn. Bình thường có thể tới ngày chay là mình kho đồ chay á, mình ăn con mình nó ăn thịt cá nếu nó cũng ngán á, lâu lâu cái kho đồ chay vậy nó cũng thích lắm đó các bạn. Hành lá cho vào luôn ha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Bây giờ nó cũng sắp sơ chín rồi đó các bạn. Mình cho nó vô miếng tiêu cho nó thơm. Còn bay ngút cái mùi lên thơm quá các bạn ơi. Rau củ quả mình kho chay như vậy, mình ăn cơm rất là bắt cơm đó các bạn. Để giảm cân nha các bạn, ăn như thế này cũng rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ đã chín rồi nè các bạn ơi, bay ngút cái mùi thơm lên luôn. Ngon quá, ngon luôn các bạn ơi.